Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải tìm số điểm cực đại của hàm số. Đề chỉ nói là cực đại thôi nha. Đầu tiên chúng ta đạo hàm cái cục này lên. Thì chúng ta sẽ có 2 của x nhân với lại f của x cộng 2. Và chúng ta có 2 trừ 1. Sau đó chúng ta đạo hàm x của f của x cộng 2. Trong trường hợp này chúng ta sẽ đạo hàm của x, sau đó nhân f của x cộng 2. Sau đó chúng ta đạo hàm f phẩy của x cộng 2. Sau đó chúng ta đạo hàm x cộng 2, chúng ta có số 1. Như vậy mình chỉ cần ghi f phẩy của x cộng 2 nhân với lại x. Ở đây là số 1. Ở đây là x nhân cho f phẩy của x cộng 2. Bây giờ cho cái cục này bằng 0. Sau đó chúng ta vẽ bảng xét dấu. Chúng ta có x chúng ta có 2x ở đây. 2x bằng 0, như vậy chúng ta sẽ có số 0 nằm đây. Ở đây là hệ số 2 là dương. Như vậy dấu ở đây là dấu cộng, qua đây dấu trừ. Bây giờ chúng ta có f của x cộng 2. Bây giờ chúng ta dựa vào cái đồ thị của fx và chúng ta so sánh với lại f của x cộng 2. Như vậy nếu chúng ta cộng 2 thì đồ thị sẽ dịch về bên trái 2 đơn vị. Dựa vào cái hình này chúng ta sẽ có cái hình mới như sau. Như vậy tại vị trí trừ 1 dịch chuyển sang bên trái 2 đơn vị. Như vậy chúng ta sẽ có trừ 3. Số 0 thì sẽ trở thành trừ 2. Số 2 trở thành số 0. Như vậy cái hình của nó sẽ đi như thế này. Như vậy chúng ta có fx cộng 2 bằng 0. Như vậy tại vị trí cục này là 0 và trừ 3. Như vậy chúng ta sẽ có trừ 3 nằm ở đây. Như vậy chúng ta thấy tại vị trí này là dương. Từ qua 0 ở đây là số âm. Qua đây là trên số âm. Bây giờ chúng ta còn cái cục này thôi. Nếu chúng ta để ý kỹ, đây là phương trình bậc 3. Ở đây có parabol. Thì chứng tỏ là tại vị trí này, x cộng 1. Tất cả bình phương. Thì chúng ta có parabol như thế này. Chúng ta có 2 là nghiệm của phương trình. Chúng ta có x trừ 2. Như vậy, khi chúng ta tách ra thì chúng ta sẽ có x mũ 3 trừ 3x trừ 2. Bây giờ chúng ta có f của x cộng 2. Chúng ta thế x cộng 2 vào đây. Thì chúng ta tính ra được x mũ 3 cộng 6x bình cộng 9x. Bây giờ chúng ta đạo hàm cục này lên. Thì nó sẽ ra 3x bình phương
cộng với lại 12x cộng với lại 9. Bây giờ chúng ta nhân thêm x vào, chúng ta có x mũ 3, x mũ 2 và x. Như vậy cộng hai cái cục này lại thì chúng ta sẽ có là 4x mũ 3 cộng 18x bình phương cộng với lại 18x. Như vậy cho cái cục này bằng 0. Chúng ta bấm máy. X bằng trừ 3. X bằng trừ 3 chia 2. Và x bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ có trừ 3 và trừ 3 chia 2 nằm ở đây. Bây giờ chúng ta xét dấu. Thì ta thấy số 3 và số 4 đều là những số dương. Như vậy dấu ở đây của cái cục này là dấu cộng ở đây. Qua đây dấu trừ, cộng, rồi trừ. Mình đặt cái cục này là A lớn nha. Và bây giờ chúng ta có y phẩy. Ba cái dấu trừ, hành dấu trừ. Ở đây là 0, ở đây là dấu cộng. Ở đây là dấu trừ, 0, rồi cộng. Như vậy cái đường đi nó sẽ đi như thế này. Chúng ta có dấu trừ thì nó sẽ đi xuống. Dấu cộng thì đi lên. Dấu trừ đi xuống. Rồi dấu cộng đi lên. Như vậy cực đại nằm ở vị trí này. Đây là hai cực tiểu. Như vậy chúng ta chỉ có một đáp án là câu A. Một. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.